khoáng đá mỹ nghệ tại xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, ẩn chứa các lớp lịch sử, văn hóa trong từng công đoạn của nghề. Trên từng sản phẩm là bảo tàng sống về sinh hoạt văn hóa, đời sống tinh thần của người dân địa phương. Hiện nay, nghề này còn có vai trò rất lớn trong đời sống kinh tế, xã hội của cộng đồng, đã góp phần quan trọng vào sự dịch chuyển cơ cấu nông thôn, chuyển từ lao động giản đơn, năng suất thấp sang lao động có kỹ năng, năng suất cao. Đặc biệt, hầu hết các cơ sở trong làng nghề đã vận dụng công nghệ máy CNC điêu khắc đá vào công đoạn chạm khắc. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đục tay thủ công và công nghệ hiện đại đã mang lại bước dịch chuyển mới cho ngành phủ điêu đá tại làng nghề Ninh Vân nói riêng và những người thợ điêu khắc đá nói chung. Đông Phương Hà Nội tự hào là đơn vị cung cấp máy CNC khắc đá uy tín, giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay, được nhiều cơ sở phù điêu đá tại làng nghề Ninh Vân, Ninh Bình tin dùng. CNC Đông Phương có khả năng thiết kế các dòng máy CNC khắc đá khổ lớn, khổ vừa và khổ nhỏ, điêu khắc hoa văn 3D trên đá hay tượng đá. Tại nhà máy sản xuất quy mô lớn lên tới hơn 10.000 m2, đạt tiêu chuẩn quốc tế, quy trình sản xuất nghiêm ngặt với nguồn linh kiện cao cấp nhập khẩu chính hãng. Ưu điểm của máy CNC khắc đá Đông Phương. Ưu điểm đầu tiên phải kể đến là thiết kế hệ thống cơ khí của máy vô cùng cứng vững, được gia công bằng hệ thống máy phay giường, đảm bảo độ ổn định cho toàn bộ hệ thống máy và đáp ứng yêu cầu gia công trên các khối đá lớn, trọng lượng cao. Thứ hai là hệ thống dẫn hướng 3 trục X, Y, Z, sử dụng dây trượt, con trượt, vít me, TB Đài Loan. Phần mềm điều khiển A100 Pro 2 thông minh, giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, giúp quý khách hàng dễ dàng tiếp cận công nghệ. Bụi đá sẽ khiến dây trượt và vít me rất nhanh mài mòn, nên công ty Đông Phương trang bị thêm hệ thống chắn bụi cho trục X và Z, đảm bảo có thể bảo vệ tất cả các bộ phận dẫn hướng, mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn, giúp máy hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt suốt trong thời gian dài. Điều quan trọng là máy sử dụng vòi phun nước làm mát, hướng thẳng về phía mũi dao khắc đá sẽ giúp thu toàn bộ bụi đá mịn trong nước và sau đó chảy về bể chứa. Đầu vòi sử dụng hợp kim oxy hóa theo thời gian. Thân vòi làm bằng nhựa composite rất bền, có thể xoay đa hướng. Sở hữu cấu hình hiện đại cho phép làm việc với tốc độ 6.000 mm/phút, giúp tiến độ gia công nhanh chóng. Chủ cơ sở phù điêu có thể hạ giá thành sản phẩm và rút ngắn tiến độ gia công, cũng như nâng cao sức cạnh tranh. Có thể nói, nghề điêu khắc đá đã mang lại cho người dân làng nghề Ninh Vân nguồn thu nhập ổn định. Người thợ điêu khắc đá ngoài việc vận hành còn trao đổi, truyền lớp, kế cận. Theo truyền thống, nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình được duy trì hình thức cha truyền con nối, nghề truyền theo hình thức cầm tay chỉ việc. Ngày nay, nhờ vận dụng khoa học công nghệ hiện đại đã mang lại sự phát triển vượt bậc cho ngành phù điêu và đặc biệt giúp giải phóng sức lao động, bảo vệ sức khỏe con người. Nếu quý khách hàng đang quan tâm và cần tham khảo dòng máy CNC khắc đá do công ty Đông Phương sản xuất, vui lòng liên hệ hotline 0362 903 888 hoặc 0368 838 388 để được tư vấn chi tiết và báo giá cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.